Dù bốn tiếp viên hàng không, trường hợp nào sẽ bị khởi tố tạm giam? Theo các chuyên gia, vụ án mới chỉ bắt đầu và dần có thể xảy ra trường hợp các nữ tiếp viên hàng không bị khởi tố nếu có thêm tài liệu chứng cứ mới cho thấy hành vi của họ có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Liên quan vụ diệt 4 tiếp viên hàng không sát tay hơn 10 kg ma túy, ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trả tự do cho những người này. Đồng thời cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án dân chuyển trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra. Nhiều người đặt câu hỏi, bốn nữ tiếp viên được trả tự do có đồng nghĩa với việc những người này vô tội và có khả năng nào sẽ bị bắt tạm giam? Ngoài ra vụ án đã khép lại hay chưa? Vụ án mới chỉ bắt đầu. Nguyên Phó Chánh án Hình sự một tỉnh cho biết vụ án chưa khép lại mà chỉ mới bắt đầu. Vụ án này được phát hiện trong trường hợp phạm tội quả tang nên ngay sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để xác định những người liên quan. Đối với bốn nữ tiếp viên do bị phát hiện trong trường hợp bắt quả tang nên sẽ bị tạm giữ ngay tại thời điểm phát hiện để xác minh điều tra. Theo quy định tại Điều 59, Điều 117 và Điều 118 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015, thì người phạm tội quả tang sẽ bị áp dụng biện pháp tạm giữ. Thời hạn tạm giữ tối đa luật cho phép là 9 ngày, tạm giữ không quá 3 ngày cộng thêm hai lần gia hạn, mỗi lần không quá 3 ngày. Trong thời gian bị tạm giữ, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì cơ quan điều tra phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. Sau 6 ngày bị tạm giữ, với những tài liệu chứng cứ và kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra chưa chứng minh được yếu tố lỗi cố ý của 4 người tiếp viên nên chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can và trả tự do là phù hợp tuy nhiên nguyên phó chánh tòa này cũng cho biết đây là vụ án phạm tội quả tang và cơ quan điều tra mới khởi tố vụ án nên mới chỉ là khởi đầu không giống như những vụ án hình sự khác trải qua quá trình xác minh lâu dài mới khởi tố vụ án khởi tố bị can do vậy dựng có thể xảy ra trường hợp sau khi khởi tố vụ án cơ quan điều tra tiến hành một số nghiệp vụ điều tra có thêm tài liệu chứng cứ mới thể hiện các nữ tiếp viên có liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy này thì lúc đó cơ quan công an khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam có khả năng khởi tố bị can. Đồng quan điểm luật sư Hoàng Kim Minh Châu, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tội dân chuyển trái phép chất ma túy theo điều 250 Bộ luật hình sự, khung hình phạt tối đa lên đến tử hình, được phân loại là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, do đó căn cứ điều 172 bộ luật tố tụng hình sự thì thời hạn điều tra sẽ là không quá 4 tháng và có thể được gia hạn 3 lần, mỗi lần không quá 4 tháng. Trường hợp đặc biệt, diện trưởng diện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần không quá 4 tháng. Như vậy, cơ quan điều tra sẽ có gần 20 tháng tính cả các lần gia hạn điều tra để tiến hành điều tra vụ án này luật sư Châu cũng cho biết trong các vụ án hình sự, cơ quan điều tra khởi tố vụ án mà chưa khởi tố bị can là chuyện hết sức bình thường. Khởi tố vụ án là một hoạt động tố tụng để cơ quan điều tra, điều tra xác minh toàn diện vụ án, từ đó xác định hành vi phạm tội cụ thể của từng người, lúc đó mới khởi tố các bị can có liên quan. Trong trường hợp hết thời hạn điều tra mà cơ quan điều tra chưa xác định được bị can hoặc không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm thì phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra vụ án. Đánh giá về khả năng pháp lý trong vụ án này, luật sư Châu cho biết trong quá trình điều tra sẽ có những người liên quan đến đường dây dựng chuyển ma túy và khả năng cao sẽ có người bị khởi tố bị can. Bốn tiếp viên sách ma túy có bị xem xét trách nhiệm hình sự về buôn lậu. Dù được trả tự do trong vụ việc sách ma túy từ Pháp về Việt Nam, nhưng bốn tiếp viên vẫn phải đối mặt với việc có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý theo hướng điều tra khác về vụ việc 4 tiếp viên sách ma túy từ Pháp về Việt Nam được trả tự do, đại diện truyền thông của hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết, bất cứ ai ở Việt Nam Airlines nếu vi phạm quy định nội quy đều bị kỷ luật. Mức độ kỷ luật theo đúng quy định sau khi kiểm điểm làm rõ. Phân tích việc trả tự do cho 4 tiếp viên dưới góc độ pháp luật, luật sư Mạnh Xuân Sơn, giám đốc công ty luật Á Châu cho biết, các tiết viên vẫn có thể bị xem xét xử phạt từ 50 đến 300 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu hàng hóa buôn lậu có giá trị từ 100 đến 300 triệu đồng. Nếu hàng hóa có giá trị dưới 100 triệu đồng, người mang hàng sẽ bị xử phạt hành chính hoặc là bị kết án mà chưa được xóa tích. Theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Tuy nhiên do giá trị hàng hóa thấp nên các tiếp viên có thể bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, trong trường hợp giá trị hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 70 đến 100 triệu đồng, phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng, nếu giá trị hàng hóa buôn lậu có giá trị trên 100 triệu đồng, theo quy định tại nghị định 98 2020/NDCP ngày 26 tháng 8 năm 2020 cùng phân tích vụ việc tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho hay các nữ tiếp viên hàng không việt nam airlines có thể sẽ không bị xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma túy nhưng vẫn sẽ bị xử lý về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và sẽ bị xử lý kỷ luật theo như quy định của ngành hàng không trả lời vụ việc trường hợp không tìm ra đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thì cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật trong quá trình điều tra vụ án nếu không xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ đình chỉ theo quy định của pháp luật còn đối với những người khác trong đó bao gồm cả các tiếp viên hàng không nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác thì vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên hàng không là do kết quả xác minh đã làm rõ những người này không biết đây là chất ma túy tuy nhiên việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên này không phải là tình tiết để khép lại vụ việc Cơ quan tiến hành tố tụng vẫn tiếp tục làm rõ số ma túy này là của đối tượng nào. Đối tượng nhờ vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam để bán sẽ bị xử lý hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong trường hợp hết thời hạn điều tra mà vẫn không xác định được bị can thì cơ quan điều tra sẽ tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Luật sư Cường khẳng định cũng theo ông cường đối với các nữ tiếp viên hàng không nếu kết quả xác minh cho thấy lời khai của những người này là đúng ý thức chủ quan của những người này là vận chuyển trái phép hàng hóa là kem đánh răng để kiếm tiền chứ không biết đây là chất ma túy thì không đủ căn cứ xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy tuy nhiên họ sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật hành vi này là vi phạm quy định của ngành hàng không và vi phạm pháp luật Cơ quan chức năng sẽ làm rõ giá trị của lô hàng hóa này để xem xét xử phạt hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như hành vi được xác định là buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đến mức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Cường cho rằng trong vụ việc này có dấu hiệu của hành vi vận chuyển hàng hóa qua biên giới, phải làm rõ việc sách tay hàng hóa qua biên giới này có vi phạm pháp luật hay không để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xuất khẩu hàng hóa Nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển hàng hóa liên quan đến biên giới được pháp luật quy định rất chặt chẽ. Bất kỳ quốc gia nào cũng có quy định về việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, về hành vi vận chuyển hàng hóa qua biên giới sẽ được xác định là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với bốn tiếp viên trên, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết các tiếp viên sẽ bị xử lý theo thông tư 46 2013 của Bộ Giao thông Vận tải về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không bốn tiếp viên sẽ không được làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng do hành vi lợi dụng vị trí việc làm để buôn lậu vận chuyển trái phép người tài sản hàng hóa